Thuở xưa thành tựu pháp môn phương tiện, thuở xưa tu hành tất cả đạo pháp, thuở xưa tu hành đắc được pháp, thoát khỏi ba cõi, thuở xưa làm việc thần thông, thuở xưa có những bổn sự nhân duyên và thành đẳng chánh giác, truyền diệu pháp luân, thanh tịnh cõi Phật, điều phục chúng sinh, khai mở pháp, thành nhất thiết trí, thị hiện đạo của tất cả chúng sinh tu, nhập vào sở trụ của tất cả chúng sinh, thọ sự bố thí của tất cả chúng sinh, vì tất cả chúng sinh nói công đức bố thí, vì tất cả chúng sinh hiện hình bóng của chư Phật, các pháp như vậy xin vì chúng con mà nói, và thành đẳng chánh giác, truyền diệu pháp luân, trang nghiêm thành tịnh cõi nước chư Phật, điều phục tất cả chúng sinh thế gian, khai mở pháp thành nhất thiết trí huệ, thị hiện con đường tất cả chúng sinh tu đạo. Phật có thể chứng nhập vào sở trụ của tất cả chúng sinh hay tiếp thọ sự bố thí của tất cả chúng sinh, vì tất cả chúng sinh nói công đức bố thí, vì tất cả chúng sinh hiện hình bóng của chư Phật, các pháp như vậy. Và thệ nguyện đã phát ra, chúng con đại chúng đều cúi mong Đức Phật vì chúng con mà nói. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm của Bồ Tát nghĩ, đại bi làm thân, đại bi làm cửa, đại bi làm đầu, dùng pháp đại bi mà làm phương tiện đầy khắp hư không, nhập vào tam muội sư tử tần thân. Lúc đó Đức Thế Tôn biết trong tâm của Bồ Tát nghĩ, nên dùng đại bi làm thân, dùng đại bi làm cửa, dùng đại bi làm đầu, dùng pháp đại bi mà làm pháp môn phương tiện đầy rẫy khắp hư không pháp giới, nhập vào tam muội sư tử tần thân. Nhập vào tam muội đó rồi, tất cả thế gian khắp đều nghiêm tịnh. Lúc đó lầu các đại trang nghiêm hốt nhiên rộng lớn không có bờ mé, kim càng làm đất, bảo vương che phủ phía trên, vô lượng hoa báu và các ma ni tán khắp trong đó, nơi đầu cũng đầy rẫy. Phật nhập vào tam muội đó rồi thì đột nhiên tất cả thế gian khắp nơi đều biến thành trang nghiêm thành tịnh. Lúc đó lầu các đại trang nghiêm hốt nhiên biến thành rộng lớn không có bờ mé, kim càng dùng làm đất, đủ thứ châu báu bảo vương che phủ phía trên, vô lượng hoa báu và các ma ni báu đều tán khắp ở trong lầu các đại trang nghiêm đó, nơi đầu cũng đều trang nghiêm thanh tịnh, lưu ly làm trụ, các thứ báu hợp thành đại quang ma ni trang nghiêm, vàng diêm phủ đàn như ý bảo vương bố trí các phía trên dùng để nghiêm sức, lầu cao nối nhau, đường gác thông nhau, kèo mái nối nhau, cửa ngạch trói nhau, thềm bực lan can, các thứ đều đầy đủ. Dùng lưu ly làm trụ lầu các đại trang nghiêm là dùng bảy thứ báu hợp thành do đại quang ma ni báu để trang nghiêm lầu các đại trang nghiêm, cây vàng diêm phù đàn như ý bảo phương đều che khắp phía trên lầu các đại trang nghiêm dùng để nghiêm sức, khiến cho đạo tràng đặc biệt thù thắng tốt đẹp, lầu cao nối với nhau, đường gác thông với nhau rất là mỹ lệ. Trên lầu các lại có lối đi xinh xắn, kẻo mái nối nhau, cửa lớn và cửa sổ trói sáng với nhau, thềm bậc lan can, các thứ đều đầy đủ. Tất cả đều dùng báu đẹp để trang nghiêm, các thứ báu đó đều làm hình tượng trời người, kiên cố tốt đẹp, đệ nhất trong đời. Lưới báu mani che phủ phía trên, bên các cửa, đều dựng tràng phan, đều phóng quang huỳnh chiếu khắp pháp giới. Phía ngoài đạo tràng thèm cấp lan can số nhiều vô lượng, không thể nói hết, thầy đều dùng mani làm thành. Tất cả đều dùng báu đẹp để trang nghiêm, các thứ báu đó tuy chẳng có tri giác gì, nhưng đều hay sinh ra hình tượng người trời và người nhân gian, rất là kiên cố tốt đẹp, thế gian ít có, cho nên nói là đệ nhất trong đời. Lại có lưới báu mani che phủ phía trên, bên hông các cửa đều dựng tràng phan, đều phóng đại quang minh, chiếu sáng khắp pháp giới. Phía ngoài đạo tràng lại có thềm cấp lan can, số nhiều vô lượng, không thể nói hết, thầy đều dùng mani làm thành. Điều thứ cảnh giới vừa nói ở trên, người nào khai mở con mắt trí huệ mới có thể nhìn thấy được, hoặc đắc được thiên nhãn thông mới có thể nhìn thấy được, chẳng phải một số phàm phu có thể thấy được. Cho nên lúc Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, hàng nhị thừa ở trong pháp hội, có mắt mà chẳng thấy Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo Viên Đốn. Vì hạng nhị thừa là tự liễu hán, tiểu khí, tiểu lượng, thuở xưa chẳng có nhân duyên lớn, nên chẳng thấy hết được thần biến của Như Lai. Như lúc trời sấm sét kẻ tiếc chẳng nghe được, lúc trời sáng kẻ mù chẳng thấy được. Hết thảy những cảnh giới đó đều là không thể nghĩ bàn, tại nhân gian nhìn chẳng thấy hết được cảnh giới này. Đó đều là cảnh giới riêng ngoài của một thế giới, một thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn riêng ngoài.
Cho nên chúng ta nghe kinh, đừng có chấp trước vào chữ nghĩa hoặc chấp trước vào văn pháp. Phải biết cảnh giới này là người đắc được ngũ nhãn lục thông mới minh bạch được. Bây giờ lại do nhờ thần lực của Phật, rừng thệ đa hốt nhiên rộng lớn, lượng đồng với bất khả thuyết số hạt bụi cõi nước chư Phật, tất cả báu đẹp xen lẫn trang nghiêm, bất khả thuyết báu dài khắp mặt đất, a tăng kỳ báu dùng làm tường rào, cây báu đa la trang nghiêm bên đường. Lúc đó lại do nhờ đại oai thần lực của Phật nên rừng thệ đa hốt nhiên biến thành rộng lớn vô cùng, lượng đồng với bất khả thuyết số hạt bụi cõi nước chư Phật, lại có tất cả báu đẹp xen tạp lẫn nhau để trang nghiêm đạo tràng, lại có bất khả thuyết bảy báu dài đầy khắp mặt đất rừng thệ đa, lại có a tăng kỳ các thứ báu dùng làm tường rào, cây báu đa la trang nghiêm hai bên đường, ở giữa lại có vô lượng sông thơm, nước thơm đầy rẫy, sóng gợn xoay quanh, tất cả hoa báu chảy theo vòng bên phải, tự nhiên vang ra âm thanh Phật pháp. Hoa trắng nhỏ báu không nghĩ bàn, búp nở tỏa hương thơm đầy khắp trên mặt nước, các cây hoa báu trồng thẳng hàng bên bờ sông. Ở giữa lại có vô lượng sông thơm, nước thơm đầy rẫy, sóng gợn xung quanh, nhìn rất đẹp mắt. Đó là cảnh giới của bậc thánh nhân, lại có tất cả hoa báu, nước cũng tỏa hương thơm, hoa cũng tỏa hương thơm, chảy theo dòng nước vòng về bên phải. Từng đóa hoa, trôi theo dòng nước vòng về bên phải, có thứ lớp, có hàng, ngay thẳng, tựa như có chỉ giác. Nước chảy tự nhiên vang ra âm thanh diệu pháp đại thừa, gió động cũng dễ nói diệu pháp đại thừa, hoa trôi ở trong nước tự nhiên cũng vang ra âm thanh Phật nói pháp. Bạn thấy như vậy có diệu chăng? Cho nên cảnh giới này chẳng phải phàm phu tục tử chúng ta có thể minh bạch được. Lại có hoa trắng nhỏ báu không thể nghĩ bàn, đều khai hoa nở nhụy tỏa hương thơm đầy khắp trên mặt nước, lại có đủ thứ các cây hoa báu trồng thẳng hàng bên bờ sông, đủ thứ đình đài không thể nghĩ bàn, đều ngay hàng thẳng lối thứ tự trên bờ sông, lưới báu mani che phủ phía trên, a tăng kỳ báu phóng đại quang minh, a tăng kỳ báu trang nghiêm mặt đất, đốt lên hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Đủ thứ đình đài lầu cát nhiều không thể nghĩ bàn, đều ngay hàng thẳng lối thứ tự trên bờ sông, lại có lưới báu mani che phủ phía trên, lại có vô lượng châu báu đều phóng đại quang minh, lại có vô lượng châu báu dùng để trang nghiêm mặt đất, lại đốt lên đủ thứ hương thơm, mùi thơm ngào ngạt khắp trong hư không, lại dựng vô lượng đủ thứ tràng báu, đó là tràng báu hương, tràng báu y, tràng phan báu, tràng lụa báu, tràng hoa báu, tràng chuỗi báu, tràng man báu, tràng linh báu, tràng lọng mani báu, tràng đại mani báu, tràng mani báu quang minh chiếu khắp, tràng mani vương và ra âm thanh danh hiệu tất cả Như Lai, tràng sư tử mani vương, tràng mani vương nói biển bổn sự của tất cả Như Lai, tràng mani vương hiện hình bóng tất cả pháp giới, đều ngay hàng trang nghiêm khắp cùng mười phương, lại dựng vô lượng đủ thứ tràng báu, đó là tràng báu hương, tràng báu y, tràng phan báu, tràng lụa báu, tràng hoa báu, tràng chuỗi báu, tràng man báu, tràng linh báu, tràng lọng mani báu, tràng đại mani báu, tràng mani báu quang minh chiếu khắp, tràng mani vương vang ra âm thanh danh hiệu tất cả Như Lai, tràng cũng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Lại có tràng sư tử mani vương, lại có tràng mani vương nói đủ thứ bổn sự của tất cả Như Lai, lại có tràng mani vương hiện hình bóng tất cả pháp giới, đủ thứ tràng báu vừa nói ở trên đều ngay hàng tràng nghiêm khắp cùng mười phương. Bấy giờ trong hư không phía trên rừng thệ đa có mây cung điện trời không thể nghĩ bàn, vô số mây cây hương, bất khải thuyết, mây núi tu di, bất khải thuyết mây kỹ nhạc đều vang ra âm thanh vi diệu ca ngợi Như Lai, bất khải thuyết mây hoa sen báu, bất khải thuyết mây tỏa báu trải như trời, có Bồ Tát ngồi ở trên khen ngợi công đức Phật, bất khải thuyết mây mani báu hình tượng các thiên vương, bất khải thuyết mây trần châu trắng, bất khải thuyết mây châu đỏ lầu các trang nghiêm, bất khải thuyết mây mười châu kim cang kiên cố, đều trụ ở trong hư không đầy rẫy khắp cùng dùng để nghiêm sức. Tại sao? Lúc đó trong hư không phía trên rừng thệ đa lại có mây cung điện trời không thể nghĩ bàn, lại có vô số mây cây hương, lại có bất khả thuyết mây núi tu di, lại có bất khả thuyết mây kỹ nhạc đều vang ra âm thanh vi diệu khen ngợi Như Lai, lại có bất khả thuyết mây hoa sen báu, lại có bất khả thuyết mây tỏa báu đều trải ít trời, có Bồ Tát ngồi ở trên khen ngợi công đức Phật,
lại có bất khả thuyết mây mani báu hình tượng các thiên vương, lại có bất khả thuyết mây trần châu trắng, lại có bất khả thuyết mây châu đỏ lầu các trang nghiêm, lại có bất khả thuyết mây mưa châu kim cang kiên cố. Đủ thứ mây ở trên đều trụ ở trong hư không, giăng bảy phía trên đầy dãy khắp cùng dùng để nghiêm sức. Tại sao có cảnh giới như vậy? Vì căn lành của Như Lai không thể nghĩ bàn, vì pháp trắng tịnh của Như Lai không thể nghĩ bàn, vì oai lực của Như Lai không thể nghĩ bàn, vì Như Lai hay dùng một thân tự tại biến hóa khắp tất cả thế giới không thể nghĩ bàn, vì Như Lai hay dùng thần lực khiến tất cả chư Phật và cõi Phật trang nghiêm đều nhập vào thân Phật không thể nghĩ bàn, vì Như Lai hay ở trong một hạt bụi hiện khắp hình ảnh tất cả pháp giới không thể nghĩ bàn, vì Như Lai hay ở trong một lỗ lồng thể hiện tất cả chư Phật quá khứ không thể nghĩ bàn, vì Như Lai tùy phóng mỗi mỗi quang minh đều chiếu khắp tất cả thế giới không thể nghĩ bàn, vì Như Lai hay ở trong một lỗ chân lồng hiện ra tất cả cõi Phật nhiều như số hạt bụi mây biến hóa để khắp tất cả cõi nước chư Phật không thể nghĩ bàn, vì Như Lai hay ở trong một lỗ chân lồng hiện khắp tất cả mười phương thế giới kiếp thành hoại không thể nghĩ bàn, vì Phật có mười thứ không thể nghĩ bàn cho nên có đủ thứ cảnh giới trang nghiêm, đó là một, vì căn lành của Như Lai không thể nghĩ bàn cho nên có những sự trang nghiêm như thế; hai, vì pháp trắng tịnh của Như Lai không thể nghĩ bàn cho nên có cảnh giới như thế; ba, vì oai lực của Như Lai không thể nghĩ bàn; bốn, vì Như Lai hay dùng một thân tự tại biến hóa khắp tất cả thế giới không thể nghĩ bàn; năm, vì Như Lai hay dùng thần lực khiến tất cả chư Phật và cõi Phật trang nghiêm đều nhập vào thân Phật không thể nghĩ bàn; sáu, vì Như Lai hay ở trong một hạt bụi hiện khắp hình ảnh tất cả pháp giới không thể nghĩ bàn; bảy, vì Như Lai hay ở trong một lỗ chân lông dùng thần thông biến hóa thể hiện tất cả chư Phật kiếp quá khứ không thể nghĩ bàn; tám, vì Như Lai hay tùy thuận căn cơ chúng sinh phóng ra mỗi mỗi đại quang minh đều chiếu khắp cùng tất cả thế giới không thể nghĩ bàn; chín, vì Như Lai hay ở trong một lỗ chân lông hiện ra tất cả cõi Phật nhiều như số hạt bụi mây thần thông biến hóa đầy khắp tất cả cõi nước chư Phật không thể nghĩ bàn; mười, vì Như Lai hay ở trong một lỗ lông hiện khắp tất cả mười phương thế giới kiếp thành trụ hoại không không thể nghĩ bàn. Như ở nơi rừng Thệ Đà vườn cấp cô độc này, thấy cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm, mười phương tất cả tận pháp giới hư không giới, tất cả thế giới cũng thấy như vậy, đó là thấy thân Như Lai trụ ở rừng Thệ Đa, chúng hội Bồ Tát thể đều đầy khắp, thấy mưa khắp tất cả mây trang nghiêm, thấy mưa khắp mây tất cả báu quang minh chiếu sáng, thấy mưa khắp mây tất cả báu mani, thấy mưa khắp mây tất cả lọng trang nghiêm che phủ cõi Phật, thấy mưa khắp mây tất cả thân trời, thấy mưa khắp mây tất cả cây hoa, thấy mưa khắp mây tất cả cây y phục, thấy mưa khắp mây tất cả chuỗi báu anh lạc liên tục không dứt khắp cùng tất cả mặt đất, thấy mưa khắp mây tất cả đồ trang nghiêm, thấy mưa khắp mây tất cả đủ thứ hương hình tướng như chúng sinh, thấy mưa khắp mây tất cả lưới hoa báu liên tục vì diệu không dứt, thấy mưa khắp mây tất cả thiên nữ cầm tràng báu chủ dù đến đi ở trong hư không, thấy mưa khắp mây tất cả các hoa sen báu ở giữa lá hoa sen tự nhiên vang ra đủ thứ âm nhạc, thấy mưa khắp mây tất cả tòa sư tử dùng lưới báu anh lạc để trang nghiêm. Như ở tại lầu các đại trang nghiêm nơi rừng Thệ Đa vườn cấp cô độc này, thấy cõi phải thanh tịnh trang nghiêm, mười phương tất cả tận pháp giới hư không giới tất cả thế giới cũng đều thấy như ở cõi Ta Bà này, chúng sinh ở thế giới khác thấy được thế giới này, chúng sinh ở thế giới này cũng thấy được ở thế giới khác, hỗ tương vô ngại, hỗ tương nhìn thấy nhau, đó là thấy thân Như Lai trụ ở trong rừng Thệ Đa, chúng hội Bồ Tát thảy đều đầy khắp trong rừng Thệ Đa, lại thấy cảnh giới mưa khắp tất cả mây trang nghiêm, lại thấy mưa khắp mây tất cả báu quang minh chiếu sáng, lại thấy mưa khắp mây tất cả báu mani, lại thấy mưa khắp mây tất cả lọng trang nghiêm che phủ cõi Phật, lại thấy mưa khắp mây tất cả thân trời, lại thấy mưa khắp mây tất cả cây hoa, lại thấy mưa khắp mây tất cả cây y phục, lại thấy mưa khắp mây tất cả chuỗi báu anh lạc liên tục không dứt khắp cùng tất cả mặt đất, lại thấy mưa khắp mây tất cả đồ trang nghiêm, lại thấy mưa khắp mây tất cả đủ thứ hương hình tướng như chúng sinh, lại thấy mưa khắp mây tất cả lưới hoa báu vi diệu liên tục không dứt, lại thấy mưa khắp mây tất cả các thiền nữ cầm tràng báu chu du đến đi ở trong hư không, lại thấy mưa khắp mây tất cả các hoa sen báu
Ở giữa lá hoa sen tự nhiên vang ra đủ thứ âm nhạc, lại thấy mưa khắp mây tế cài tòa sư tử dùng lấy báu anh lạc để trang nghiêm. Bấy giờ phương đông qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới tên là Kim Đăng Vân Tràng, Đức Phật hiệu là Tỳ Lô Giá Na Thắng Đức Vương. Trong chúng Đức Phật đó có Bồ Tát tên là Tỳ Lô Giá Na Nguyện Quang Minh. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật tụ hội, đều đi đến chỗ Đức Phật, đều dùng thần lực nổi đủ thứ mây, đó là mây hoa trời, mây hương trời, mây hương bổ trời, mây man trời, mây báu trời, mây đồ trang nghiêm trời, mây lọng báu trời, mây y trời vì diệu, mây tràng phan báu trời, mây tất cả diệu báu trang nghiêm trời, đầy giấy hư không. Đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương đông hóa làm lầu các báu trang nghiêm, và chiếu khắp tòa sư tử thập phương bảo liên hoa tạng, lấy báu như ý phủ thân ngài, cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già. Lúc đó ở phương đông qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, lại có thế giới tên là Kim Đăng Vân Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tỳ Lô Giá Na Thắng Đức Vương. Trong đại chúng pháp hội của Đức Phật đó, có Bồ Tát tên là Tỳ Lô Giá Na Nguyện Quang Minh. Ngài cùng với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật tụ hội lại, đều đi đến chỗ Đức Phật, đều dùng thần lực của Bồ Tát nổi lên đủ thứ vầng mây, đó là mây hoa trời, mây hương trời, mây hương bổ trời, mây man trời, mây báu trời, mây đồ trang nghiêm trời, mây lọng báu trời, mây y trời vi diệu, mây tràng phan báu trời, mây tất cả diệu báu trang nghiêm trời, đều đầy rẫy trong hư không. Bồ Tát đó đến đạo tràng chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương đông hóa làm lầu các báu trang nghiêm, và chiếu khắp tòa sư tử thập phương bảo liên hoa tạng, có lưới báu như ý phủ thân Bồ Tát. Bồ Tát đó cùng với quyến thuộc cùng đến với ngài đều ngồi kiết già. Phương Nam qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Tạng, Đức Phật hiệu là Phổ Quang Minh, Vô Thắng Tạng Vương. Trong chúng Đức Phật đó có Bồ Tát tên là Bất Khả Hoại Tinh Tấn Vương. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật tụ hội, đều đi đến chốn Phật, cầm tất cả lưới hương báu, cầm tất cả chuỗi báu, cầm tất cả hoa đới báu, cầm tất cả màn đới báu, cầm tất cả chuỗi kim càng, cầm tất cả lưới mani báu, cầm tất cả y đới báu, cầm tất cả chuỗi đới báu, cầm tất cả tối thắng quang minh mani đới, cầm tất cả chuỗi sư tử mani báu, đều dùng thần lực đẩy khắp tất cả biển thế giới. Đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương Nam hóa hát làm lầu các mani báu trang nghiêm, chiếu khắp thế gian và chiếu khắp tòa sư tử thập phương bảo liên hoa tạng, dùng lấy tất cả hoa báu phủ thân ngài, cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già. Ở phương Nam qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, lại có thế giới tên là Kim Cang Tạng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Quang Minh Vô Thắng Tạng Vương. Trong đại chúng pháp hội của Đức Phật đó, có vị Bồ Tát tên là Bất Khả Hoại Tinh Tấn Vương. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật tụ hội lại, đều đi đến chốn Phật. Các ngài đều cầm tất cả lưới hương báu, cầm tất cả chuỗi báu, cầm tất cả hoa đới báu, cầm tất cả màn đới báu, cầm tất cả chuỗi kim càng, cầm tất cả lưới mani báu, cầm tất cả y đới báu, cầm tất cả chuỗi đới báu, cầm tất cả tối thắng quang minh mani đới, cầm tất cả chuỗi sư tử mani báu, đều dùng thần lực của Bồ Tát để dẫy khắp tất cả biển thế giới. Đến đạo tràng chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương Nam hóa làm lầu các mani báu trang nghiêm, chiếu khắp thế gian và chiếu khắp tòa sư tử thập phương bảo liên hoa tạng, dùng lấy tất cả hoa báu phủ trình thần Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó cùng với quyến thuộc cùng đến đều ngồi kiết già. Phương Tây qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới tên là Mani Bảo Đăng Tu Di Sơn Tràng. Đức Phật hiệu là Pháp Giới Trí Đăng. Trong chúng Đức Phật đó có Bồ Tát tên là Phổ Thắng Vô Thượng Oai Đức Vương. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội, đều đi đến chốn Phật, đều dùng thần lực với đủ thứ hương thoa, hương đốt, mây núi tu di. Nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, đủ thứ mây núi tu di sắc hương thủy. Nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, mây núi tu di quang minh mani bảo vương. Nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, nhiều đồng với